Chào các bạn, ngày hôm qua thì mình dẫn một cái chương trình của Elsa Speak với chủ đề là English for Career Success, tức là tiếng Anh dành cho việc thành công trong sự nghiệp. Có thể các bạn sẽ nghĩ đây là một video quảng cáo cho Elsa Speak, mặc dù là mình cũng không nhận được gì từ Elsa, nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là với một cái sản phẩm mà rất là bổ ích như vậy thì mình cũng cần phải giới thiệu, dù rằng không có hợp đồng quảng cáo gì cả. Vũ, người sáng lập Elsa, cũng là một người bạn, một người đã từng xuất hiện trên các show của mình. Mình rất quý Vũ và những gì bạn ấy đang làm. Và dạo gần đây thì mình cũng giúp đỡ tham gia vào những cái sự kiện cộng đồng của Elsa trên vai trò là dẫn chương trình và điều phối những cái thảo luận. Thì xin chia sẻ một chút về cái thảo luận vào ngày 11 tháng 11 xoay quanh cái chủ đề là English for Career Success. Với tất cả những ai mà muốn đi tìm việc ở trong cái kỷ nguyên này thì có lẽ mình đều phải công nhận một điều rằng là tiếng Anh là một điều gần như là bắt buộc phải có rồi, hiển nhiên là phải có để mà có thể tìm được công việc tốt và phát triển sự nghiệp trong cái kỷ nguyên này, hội nhập cũng như là quốc tế. Nếu mà bạn có kỹ năng tiếng Anh và đặc biệt là kỹ năng giao tiếp thì tất nhiên thì bạn sẽ được chú ý hơn rất nhiều. Và cái đầu tiên khi mà nhà tuyển dụng tiếp xúc trực tiếp với bạn đó chính là thông qua cái job interview, tức là phỏng vấn xin việc. Thì với phần phỏng vấn xin việc như vậy thì với những cái công ty Việt Nam hoặc là cả nước ngoài thì họ cũng sẽ có cái phần test bằng tiếng Anh, có thể là người phỏng vấn sẽ hỏi bằng tiếng Anh. Thì ở đây cái khả năng giao tiếp, nói chuyện, trình bày, diễn đạt nó sẽ quyết định rất nhiều đến việc là bạn có được nhận vào công ty đó hay không. Và khi vào trong công việc rồi thì một lần nữa tiếng Anh trong công sở, cái khả năng trình bày, thuyết trình, diễn đạt, nói chuyện với đồng nghiệp, thuyết phục sếp cấp trên là người nước ngoài, nó quyết định rất nhiều vào cái sự thăng tiến của bạn. Và tất nhiên tiếng Anh thì là một cái công cụ không thể thiếu và nó cũng chỉ là công cụ để bổ trợ thêm. Bởi vì cái điều quan trọng nhất vẫn là cái kỹ năng và cái khả năng của bạn. Thì với khả năng tốt thì mình mới có cái công cụ tiếng Anh, mình đẩy nó lên tốt hơn. Chứ nếu chỉ có tiếng Anh không mà cái khả năng của mình không có, cái chất ở bên trong không có thì cũng sẽ không tạo ra tác dụng gì cả. Như một cái lời chị Nhung là giám đốc nhân sự của Masan ở trong buổi hội thảo cũng có chia sẻ, là hồi xưa chị ấy từng sợ sệt rất nhiều khi mà đứng trước các bạn nước ngoài, đồng nghiệp nước ngoài, và họ thuyết trình rất là hay ho, họ nói rất là nhiều, họ nói rất là tốt, lưu loát, bởi vì đó là ngôn ngữ bản xứ của họ. Nhưng mà thật ra cái việc nói nhiều, nói lưu loát, nói một cách tràn đầy năng lượng cũng không có nghĩa rằng những nội dung đó là chất lượng. Cho nên cái quan trọng là vẫn là cái chất lượng của thông tin mình nói ra, chứ không hẳn là cái bề ngoài, cái hào nhoáng bề ngoài trong việc truyền tải thông tin. Có rất nhiều cái cuộc trình bày, có nhiều cái buổi diễn thuyết nói rất nhiều, nói rất dai, nói rất liên tục nhưng thật ra không có nội dung gì cả, kiểu như vậy. Bạn sẽ nghe về nhận xét này rất nhiều lần. Cho nên cái quan trọng cuối cùng vẫn là mình nói cái gì và cái khả năng của mình ra sao, cái lập luận của mình. Nó không cần nói nhiều, thật ra chỉ cần ý chính, thì cần quan điểm chính, những cái ý chính nó sắc sảo, lập luận có logic, hợp lý và mang tính thuyết phục. Đó thì bằng với cái ngôn ngữ giao tiếp tiếng Anh bình thường thì chúng ta hoàn toàn có thể gây ấn tượng được với người đối diện và với đồng nghiệp, với đối tác, với khách hàng, với cấp trên. Chứ không chỉ là cái sự hoạt ngôn lưu loát của một cái người mà có khả năng giao tiếp nhưng mà không thiếu đi cái chất lượng của cái thông tin. Cho nên là việc học tiếng Anh gần như là một điều bắt buộc. Vì với Elsa Speak thì mình nghĩ là một cái phần mềm, mình cho rằng là phần mềm tốt nhất hiện nay liên quan đến việc luyện phát âm tiếng Anh, tức là pronunciation. Rất nhiều bạn khi học tiếng Anh thì cũng gặp một cái ngộ nhận, tức là mình hay bị cuốn theo cái việc là mình phải nói tiếng Anh theo giọng của người Mỹ hoặc là nói theo giọng của người Anh, nhưng mà quên đi cái điều quan trọng nhất không phải là chuyện bạn nói theo giọng nào. Cái accent nó không quan trọng bằng cái pronunciation. Cái accent nó là sẽ tùy thuộc vào cái giọng của mình nữa, tùy thuộc vào cái cách phát âm, tùy vào cái giọng gốc của mình nữa.
Đó, đôi khi là có những người rất giỏi bắt chước accent, nói rất tốt, nhưng quan trọng là mình nói cái gì thôi, quan trọng là mình lưu loát hay không và khả năng diễn đạt của mình như thế nào. Cho nên nếu mà bạn nói chuyện tiếng Anh mà vẫn còn cái accent của người Việt, hoặc là cái accent không có được như là người bản xứ, nhưng bạn phát âm chuẩn, cái pronunciation mình đúng thì người đối diện vẫn hiểu. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần lưu ý. Thì phần mềm Elsa Speak là một phần mềm mà nó giúp cho mình có những cái bài tập luyện đọc tiếng Anh. Và với trí tuệ nhân tạo, với công nghệ trí tuệ nhân tạo thì họ tức là có những cái điểm số ngay trên cái bài thực tập, và mình đọc, mình phát âm, họ chấm điểm ngay tại chỗ, và để mình biết xem là những chỗ nào mình sai thì mình luyện đi luyện lại, rất là hữu ích. Cứ mỗi ngày bấm vào cái phần mềm mà có rất nhiều các chuyên mục khác nhau, chủ đề khác nhau để mình luyện tập theo những cái tình huống, và họ đưa ra những cái câu như vậy và mình đọc theo, mình bấm record, mình đọc theo, và sau đó là có phần chấm điểm, làm xong là nếu mình đọc sai thì sẽ thấy điểm nó hiện ra và sẽ gạch cái chân những cái chỗ, những cái từ, những cái điểm mà mình phát âm sai để mình luyện lại. Đó, thì mình thử ví dụ cho các bạn thử xem thế này. Đây thì đây là cái ứng dụng Elsa Speak. Đấy, Elsa Speak. Thì ví dụ bạn chọn là mình là cấp độ beginner đi chẳng hạn. Ví dụ như là mình bấm vào Start Training. Đây thì chỉ là một ví dụ trong rất nhiều các bài tập trên Elsa Speak. Đó thì Did you know that my creators are based in California? Đó thì họ sẽ đọc một câu như vậy, thì sẽ có câu trả lời, rồi mình sẽ bấm thu và mình đọc cái câu này lại, họ sẽ chấm điểm. Ví dụ ha. Yes, California is a great environment for technology companies. Đó, đúng được 92%, mình bị vẫn bị sai chữ, những cái chữ màu đỏ là những chỗ bị sai. Drought means there's a lack of rain, correct? Bị đọc sai chữ there is, còn lại đúng được 82%. Nó bạn cứ luyện tập như thế này, bởi vì mình còn rất nhiều cái cơ hội để mình cải thiện. Khi có con số này càng gần 100 là càng đúng. Yes, it's been dry, but things are looking up. We had heavy rain last week. Đó, ok. Rồi, xem mình lập câu này xem nó chấm điểm như thế nào nhé. The climate is unpredictable these days. Nó chỉ được 86% thôi, vẫn bị sai chỗ pre với chữ these, phát âm chưa chuẩn. Đó thì đây là phần mềm rất hữu ích để các bạn luyện pronunciation hàng ngày và có test score để mình xem cái khả năng phát âm mình tới đâu. Thì khoảng chừng anh mình nghĩ chắc chừng 90% trở lên là có thể đủ để cho người đối diện và người bản xứ hiểu được mình nói gì. Đó thì đây là cách để luyện tập pronunciation, nhưng mà quan trọng vẫn là cái kiến thức của chúng ta. Vậy thì tiếng Anh là công cụ đã có rồi. Vậy thì quay trở lại cái cốt lõi vấn đề, làm thế nào để chúng ta giao tiếp tốt, cải thiện khả năng giao tiếp, ăn nói. Thì đây là cái vấn đề cốt lõi. Phải có cái gốc đó thì cái phần công cụ tiếng Anh nó sẽ hỗ trợ để đẩy lên. Khi đó sẽ là kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng bạn suy nghĩ như thế nào đó, bạn bộc lộ ra lời nói của mình và sử dụng công cụ tiếng Anh để đưa nó đi xa hơn. Thì cái cốt lõi vẫn là cái tư duy và cái khả năng giao tiếp, khả năng kể chuyện, trình bày, diễn đạt, hoặc là mình nói một cách đơn giản là have something to say, tức là có cái gì đó để nói. Vậy thì làm thế nào để chúng ta cải thiện khả năng nói của chúng ta? Cái này thì mình nghĩ một cách rất là đơn giản thôi, cái gì cũng vậy. Thì muốn ra thì phải có vào. Và muốn mình phát ra lời nói thì nghĩa là mình phải nạp vào cho đủ kiến thức và thông tin. Bạn nếu bạn không nạp vào đủ thì bạn sẽ không có gì để ra hết. Mình giống như một cái bình vậy đó, giống như một cái bình nước, cơ thể mình giống như một cái bình nước vậy. Nếu mà không có nạp vào thì sẽ không bao giờ có gì đó để ra được cả. Nếu mà cái thùng rỗng thì lấy gì mà ra, đúng không? Cho nên phải nạp vào. Thì nạp bằng cách nào? Thì cách một trong những cách hữu hiệu nhất đó chính là đọc thật nhiều, đọc sách và nói chuyện và nghe vào lỗ tai, đọc bằng mắt. Thì đó là những cái mà chúng ta nạp vào. Nghe qua thông tin, xem TV, nghe qua người khác nói chuyện, nghe hội thảo, nghe diễn thuyết, nghe những cuộc trò chuyện. Đọc sách, đọc báo, đọc tài liệu, đọc trên báo mạng, đọc trên internet, đọc những bài nghiên cứu. Thì chúng ta quy tắc rất đơn giản thôi. Bạn muốn nói tốt thì bạn nạp vô thật nhiều. Muốn ra nhiều thì nạp vô nhiều. Muốn viết ra, muốn nói ra tốt thì nạp vô nhiều. Nạp thực, khi bạn nạp chưa đủ nhiều thì khi đó bạn sẽ gặp khó khăn trong việc diễn đạt ý kiến của mình. Và sẽ gặp khó khăn trong việc trình bày và kể chuyện, gặp khó khăn trong việc giao tiếp.
tất cả những cái phần phát ra nó gặp khó khăn là bởi vì chúng ta nạp vào chưa đủ mà thôi. Vậy thì cách đơn giản nhất bắt đầu đó là chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay tập thói quen nạp nhiều vào. Chúng ta đã đọc đủ nhiều hay chưa? Chúng ta đã đọc được bao nhiêu? Xem bao nhiêu, nghe bao nhiêu, đọc bao nhiêu? Thì chúng ta phải nạp vào. Chỉ có nạp vào thì chúng ta mới ra được. Còn nạp cái gì, nạp như thế nào, ra sao thì bây giờ phải tùy vào cái lĩnh vực của bạn, đúng không ạ? Thì cái này mình sẽ đi sâu vào trong những cái số lần sau khi mà chúng ta đi vào từng lĩnh vực. Nhưng mà tụ trung lại, bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, bạn muốn phát ra thì bạn phải nạp vào đó. Và khi phát ra rồi, tốt rồi, thì thêm cái công cụ tiếng Anh nữa, chúng ta chuyển ngữ để giao tiếp bằng cái tiếng ngôn ngữ quốc tế nữa, thì cái khả năng tiếp cận của chúng ta nó sẽ cao hơn, và cái công việc, cơ hội chúng ta cũng sẽ đến nhiều hơn. Thì hy vọng các bạn sẽ cải thiện khả năng giao tiếp của mình, đặc biệt là khả năng giao tiếp tiếng Anh. Và cái cách duy nhất bất di bất dịch để cải thiện khả năng ngoại ngữ đó chính là luyện tập và có điều kiện để tương tác trực tiếp. Không thể nào cứ ngồi ở nhà mà luyện Elsa không mà có thể nói được. Không thể nào ngồi ở nhà mà tập luyện những cuộc đàm thoại mà có thể nói được. Chỉ có cách là lao vào những cái cơ hội khiến chúng ta buộc phải nói với người bản xứ, buộc phải nói bằng tiếng Anh. Và cái quan trọng nhất đó chính là cái ngại á. Đó, thì mình bị vướng cái chỗ cái ngại thôi. Cái cảm giác mà sợ bị quê khi mà phát âm sai, khi nói sai chẳng hạn. Cảm giác ngại ngùng khi mà nói chuyện với cái người bản xứ, họ biết quá nhiều. Mình cái cảm giác mình đang tập nói á, nên mình sợ người ta bị mất hứng, mình sợ ảnh hưởng tới người ta, nên mình cứ ngại. Mà càng ngại thì mình càng không dám nói, mà càng không dám nói thì mình sẽ càng dở, càng khó mà tiến bộ được. Đó là cái dần bị mắc vô cái mắc kẹt cơ thể đó. Nên chỉ có cách là bạn phải phá vỡ cái rào cản đó bằng cách là bỏ qua cái sự ngại ngùng của mình. Chỉ có cách lao vào thôi. Thì bạn phải lao vào sớm từ bây giờ để mà mình còn cải thiện, mình học hỏi. Chứ để càng ngày càng lâu, cái sức ì nó càng lớn nữa, sau này sẽ không bao giờ bạn có được cái động lực để mà lao vào và cải thiện cả. Và mình cũng xin được nói thêm, bạn chỉ có thể giỏi tiếng Anh khi nào mà bạn tìm ra được cho mình cái động lực. Tức là mình rơi vào cái thế là buộc phải giỏi và có cái động lực. Chứ không thể nào bạn giỏi và cải thiện tiếng Anh bằng cách chạy theo người khác. Ý là bằng cách chạy theo cái tư duy rằng là phải giỏi tiếng Anh. Tức là tùy vào hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta cần thiết phải sử dụng tiếng Anh tới đâu thì chúng ta sẽ tự tạo động lực cho mình. Chứ không phải vì chúng ta đi học tiếng Anh là bởi vì ngoài kia người ta nói là tiếng Anh là tốt lắm, phải học đi. Đúng, tiếng Anh là tốt, nhưng tùy vào hoàn cảnh và công việc và cái nhu cầu của mỗi người nữa. Cho nên tự trung lại, cuối cùng bạn phải biết bạn đang làm gì và bạn đặt mục tiêu của sự nghiệp của mình ra sao, và tiếng Anh nó nằm ở đâu trong cái mục tiêu đó. Nếu mà chúng ta có cái nhu cầu phải học tiếng Anh để đạt một cái mục tiêu nào đó thì chúng ta sẽ tự tạo động lực cho mình. Chứ còn nếu không, kiểu như là học cho theo để mà học, học cho có, học bởi vì là người ta bảo là nên học mà không có sử dụng đến thì sẽ không bao giờ bạn cảm thấy hứng thú, sẽ không bao giờ bạn thực tập để mà tiến bộ được. Cho nên dù thế nào đi nữa thì cuối cùng mình xin được tóm lại cái ý quan trọng, những ý quan trọng nhất của cái video này. Đó là đầu tiên là chúng ta phải cải thiện cái khả năng cốt lõi trong giao tiếp, trong cái tư duy chúng ta bằng chính cái ngôn ngữ mẹ đẻ, bằng chính cái con người chúng ta. Cái việc phát ra tiếng nói, cái việc bộc lộ ra cái ý nghĩ, bộc lộ ra quan điểm, diễn đạt cái ý mình muốn nói, cái việc phát ra như vậy phải cải thiện bằng cách là chúng ta phải nạp vào cho đủ. Và khi mà chúng ta đã có cái khả năng cốt lõi về giao tiếp rồi thì tiếng Anh nó là công cụ để chúng ta đẩy mọi thứ nó lên một cái tầng lớp, một cái level, một cái mức độ cao hơn, là cái coi như mức độ quốc tế, là khi chúng ta giao tiếp với người nước ngoài và làm những công việc có sử dụng tiếng Anh. Thì khi đó tiếng Anh là công cụ, thì bạn phải tập trung vào pronunciation, tức phải phát âm thật chuẩn để người ta hiểu. Và cuối cùng quan trọng là rằng là phải xem thực sự mình có cần đến tiếng Anh hay không, và phải nhìn một cái chặng đường dài trong cái quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Mình phải cần nó, mình phải sử dụng nó như thế nào và tạo động lực cho mình để học nó ra sao. Khi mình có đủ động lực buộc phải giỏi thì khi đó bạn mới tiến bộ được. Còn nếu mà một người bình thường không có cái sự hứng thú đặc biệt nào đó với tiếng Anh mà bảo là chỉ đi học cho có, hoặc là học bởi vì là tất cả mọi người đều học, thì rất là khó để bạn tiến bộ.
Bởi vì thực tế có những người trong suốt cuộc đời sự nghiệp của mình cũng không đụng tới một chữ tiếng Anh, nhưng vẫn họ vẫn làm tốt công việc của họ, họ vẫn thành công, họ vẫn đạt được cái việc mà họ mong muốn. Điều đó vẫn là có thể xảy ra chứ không phải là không. Tiếng Anh cuối cùng nó chỉ là công cụ mà thôi. À, thì có những người họ vẫn có thể thành công rất nhiều, rất lớn, đạt được thành công rất lớn trong sự nghiệp, nhưng không biết một chữ tiếng Anh, thì cái đó họ sẽ sử dụng đến những người phiên dịch, họ sẽ sử dụng sự trợ giúp của người khác. Đó, đó là như vậy. Còn khi nào tự bản thân mình muốn học tiếng Anh và có thể tạo động lực cho mình học tiếng Anh, thì khi đó bạn mới thể giỏi được. Đó, thì chúc các bạn may mắn trong con đường sự nghiệp của mình. Và nếu mà muốn luyện tập khả năng phát âm tiếng Anh, pronunciation, thì có thể thử download cái app Elsa này. Có phiên bản miễn phí và có cả phiên bản trả tiền. Thì mỗi phiên bản nó sẽ có những cái lợi ích khác nhau, thì các bạn có thể tham khảo. Rất cảm ơn các bạn đã xem video và hãy giúp mình subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.